chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 5 năm 2024, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân chủ trì buổi giám sát thực hiện chương trình cải cách hành chính về cải cách tổ chức bộ máy và chế độ công vụ giai đoạn 2022-2025 đối với Ban Quản lý các khu chế xuất công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HEPSA, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp. Từ tháng 6 năm 2023, HEPSA đã cơ bản hoàn thành sắp xếp bộ máy tổ chức, giảm 2 phòng. Hiện HEPSA đang thực hiện 52 thủ tục hành chính. Về công tác phân cấp ủy quyền, HEPSA hoạt động theo Nghị định 35 của Chính phủ, quy định thẩm quyền cấp phép đầu tư, xây dựng. Những quyền không nằm trong Nghị định 35, HEPSA xin Ủy ban Nhân dân thành phố ủy quyền để thực hiện chức năng một cửa tại chỗ về đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, điều chỉnh quy hoạch 1/2000 và cấp phép lao động. Từ thực tiễn thì ban quản lý có đề nghị những cái thẩm quyền để xin giao về cho ban quản lý để nhằm mục đích thực hiện đúng chức năng một cửa cho doanh nghiệp và người lao động tại chỗ. Các cái mô hình hoạt động của doanh nghiệp và ngành nghề sản xuất thì ban quản lý là người nắm rõ hơn và gần hơn các cơ quan chuyên môn khác. Cho nên việc hiểu, chia sẻ cũng như là giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp khi có đầy đủ tất cả thẩm quyền về một cửa sẽ giúp các hoạt động của các doanh nghiệp được thuận lợi hơn. Về phía Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp liên quan đến công tác quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố để đẩy nhanh tiến trình phê duyệt các dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025, đồng thời nêu ra một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư. Trong một cái dự án đầu tư đó, thí dụ như trong một cái cụm bệnh viện hoặc một cái cụm trường học chẳng hạn, thì ban có thể là tham gia làm một cái hạng mục thôi, nhưng khi đánh giá tác động môi trường là phải đánh giá toàn khu, mà thậm chí trong đó thí dụ như những cái hệ thống mà xử lý nước thải đó từ thời xa xưa tới bây giờ thì bây giờ phải kiểm tra lại hết cái nội dung này, thì cái thực hiện cái nội dung này thì cũng gặp khó khăn. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân ghi nhận sự nỗ lực của hai đơn vị trong công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác cải cách hành chính của các đơn vị liên quan mật thiết đến công tác giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là chỉ tiêu đánh giá kết quả cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh. Kiện toàn cái tổ chức bộ máy chúng ta có cái tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thì cái mong muốn đó thì nó gắn với cái gì? Nó gắn với cái đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Cải cách chế độ công vụ thì chúng ta phải khẩn trương có cái trình và phê duyệt cái đề án vị trí việc làm liên quan đến công tác đào tạo, công tác tuyển dụng, công tác bố trí, công tác bổ nhiệm thì chúng ta cũng phải hết sức là quan tâm để làm sao là phải đúng cho quy định. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cũng đề nghị hai đơn vị tiếp tục phát động thi đua trong cải cách hành chính, tham gia tích cực phong trào thi đua sáng tạo và giải thưởng sáng tạo gắn với việc thực hiện kết luận 14 của Bộ Chính trị, Nghị định 73 của Chính phủ hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Giá vàng trong nước hôm qua đồng loạt giảm mạnh với mức từ 300.000 đồng tới 3,55 triệu đồng một lượng ở tất cả các thương hiệu. Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố dừng đấu thầu vàng, quyết định sẽ bán trực tiếp vàng cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước để bán cho người dân và sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 6 tới đây. Giá bán vàng miếng sẽ được công bố công khai trên website chính thức của các ngân hàng thương mại nhà nước để người dân tiện theo dõi. Việc này sẽ góp phần sớm thực hiện hóa mục tiêu giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. Ngân hàng Nhà nước sẽ bán trực tiếp vàng cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV với mức giá được xác định theo giá thế giới và 4 ngân hàng này sẽ bán trực tiếp cho người dân có nhu cầu. Chủ trương này của Ngân hàng Nhà nước là nhắm đến việc sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới về mức phù hợp và bền vững. Theo các chuyên gia, việc người dân có thể mua vàng trực tiếp từ 4 ngân hàng thương mại nhà nước sẽ cân bằng được cung cầu về vàng, triệt tiêu được phần nào động cơ đầu cơ vàng, từ đó sẽ tác động tích cực đến sự bình ổn của thị trường vàng trong nước. Thì điều này nè, nó sẽ làm cho cái cung cầu về vàng ấy, nó sẽ cân bằng. Thì nó sẽ tránh cái hiện tượng là tăng giá đột biến và nó cũng sẽ tránh sự trục lợi của những cái đơn vị kinh doanh vàng có thể có. Thì từ đó chúng ta sẽ thấy rằng cái dấu hiệu bình ổn nó sẽ tốt hơn. Chúng ta cũng cần phải quan tâm là thứ nhất là cái giá mà ngân hàng nhà nước sẽ bán và giá ngân hàng thương mại sẽ bán ra là bao nhiêu. Nếu như mà nó tiệm cận với giá thế giới thì tôi tin chắc rằng là nó sẽ mang lại cái hiệu quả ngay tức thì. Thứ hai là yếu tố về khối lượng.
Bởi vì nếu như mà chúng ta bán ra với cái mức giá thấp nhưng mà cái khối lượng nó lại nhỏ giọt thì nó cũng sẽ không có đáp ứng được cái nhu cầu của người dân hiện nay đang rất là cao. Về phía các ngân hàng thương mại sẽ triển khai bán vàng cho các cá nhân có nhu cầu. Về cơ bản, các thủ tục sẽ rất thuận tiện, đơn giản. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý các thủ tục liên quan đến định danh của cá nhân và tuân thủ một số quy định giao dịch, thanh toán hợp pháp về hóa đơn và phòng chống rửa tiền. Việc xuất hóa đơn, thanh toán qua tài khoản giúp khẳng định được giao dịch hợp pháp cũng là quyền sở hữu của người mua. Đồng thời, điều này cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được các giao dịch, lượng vàng luân chuyển trong cá nhân, tổ chức và các đơn vị được phép kinh doanh vàng. Rõ ràng là trực tiếp nó bán vàng cho người dân với một cái giá mà ngân hàng nước xác định căn cứ theo cái giá thế giới. Điều này sẽ đảm bảo cho cái việc mà thu hẹp cái sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới một cách bền vững. Cái điểm thứ hai là với cái lợi thế của 4 ngân hàng thương mại về mạng lưới, về nguồn lực và cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái ngân hàng thương mại này cũng đã được cấp phép về mua bán vàng miếng thì hoàn toàn là tổ chức triển khai thực hiện một cách thuận lợi và tốt nhất. Nhìn lại, việc Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 9 phiên đấu thầu cung ứng ra thị trường 48.500 lượng vàng SJC, tương đương hơn 1,8 tấn vàng, nhưng mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, khoảng trên 20%, đi ngược lại mục tiêu đấu thầu vàng là để giảm giá vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới. Điều này cho thấy bên cạnh các yếu tố mang tính thị trường như quan hệ cung cầu, không loại trừ khả năng thao túng, làm giá, gây mất ổn định thị trường vàng. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng, tổ chức thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Lãnh đạo kiến tạo tương lai là chủ đề của diễn đàn lãnh đạo 2024 do Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh HAWI cùng với Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Diễn đàn đem đến những kiến thức mới với mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp Việt bắt kịp với xu hướng toàn cầu, kịp thời thay đổi mô hình kinh doanh và phương thức điều hành sang hướng phù hợp và bền vững, áp dụng các chỉ dẫn về ESG, môi trường xã hội, quản trị. Hơn 20 khách mời là những lãnh đạo và nhân vật truyền cảm hứng trên các lĩnh vực đã chia sẻ nhiều góc nhìn và những thông tin hữu ích nhằm khuyến khích doanh nghiệp Việt xây dựng đội ngũ và văn hóa tổ chức, khẳng định thế mạnh của mình trong khu vực, kịp thời chuyển hóa mô hình kinh doanh theo hướng phát triển bền vững, kiến tạo tương lai. Phát huy thế mạnh trong cung cấp chiến lược và giải pháp hiệu quả đến với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dịp này, HAWI đã ký kết hợp tác truyền thông cùng tập đoàn VC Corp và hợp tác chiến lược với ngân hàng Standard Chartered và giới thiệu chương trình SC Win hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ. Thưa quý vị, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại Việt Nam, triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa năm 2024 tiếp tục làm cầu nối cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác đầu tư. Chương trình diễn ra trong 4 ngày, từ 30 tháng 5 đến 2 tháng 6 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ gần 200 gian hàng của các thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Phát biểu khai mạc, đại diện ban tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ mang đến cho người tiêu dùng cơ hội bổ sung kiến thức về kỹ năng mua sắm, tiêu dùng sữa và các sản phẩm sữa đảm bảo an toàn, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách khoa học, cũng như tuyên truyền thông tin về bảo vệ môi trường. Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng ngành sữa Việt Nam luôn đạt tăng trưởng và đảm bảo nhu cầu thị trường nội địa, cũng như không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu. Triển lãm không nằm ngoài mục tiêu góp phần đưa ngành sữa Việt Nam hội nhập thị trường toàn cầu và phát triển bền vững. Triển lãm Việt Nam Dairy 2024 là cầu nối hiệu quả, giúp các doanh nghiệp nước ngoài có thêm khách hàng ở Việt Nam. Đến đây, các thương hiệu quốc tế và cả ở Việt Nam có thể chia sẻ giải pháp công nghệ trong sản xuất, qua đó nắm bắt rõ hơn các tiêu chuẩn mà nhà nhập khẩu yêu cầu ở các đối tác. Hy vọng tại đây sẽ có nhiều hợp đồng thương mại được ký kết, nhiều cơ hội đầu tư và hợp tác được mở ra cho ngành sữa Việt Nam. Với chủ đề Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh, với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như chương trình Hành tinh xanh, đổi vỏ sữa lấy quà tặng, trải nghiệm miễn phí sữa và các sản phẩm sữa của hàng trăm thương hiệu sữa Việt Nam và quốc tế, tư vấn dinh dưỡng và nhiều hoạt động chào mừng Ngày Sữa Thế Giới và Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6. Triển lãm này thì chúng tôi tổ chức các cái hội thảo để giới thiệu với các doanh nghiệp về thế nào là kinh tế tuần hoàn, thế nào là kinh tế xanh và đặc biệt là vấn đề đạt tiêu chí để mà thực hành về Net Zero. Thông qua đó để mà sử dụng năng lượng tái tạo, rồi thực hành nông nghiệp tái tạo, vân vân. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp phát triển bền vững thì đất nước, kinh tế chúng ta phát triển bền vững.
được tổ chức bởi Hiệp hội Sữa Việt Nam và Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam Vietfair. Bên cạnh các hoạt động trưng bày, Việt Nam Dairy 2024 còn cung cấp một chuỗi hội thảo chuyên sâu về giải pháp tăng cường tiêu thụ sữa và sản phẩm sữa tại thị trường Việt Nam, cũng như việc ứng dụng chuyển đổi số trong ngành sữa. Hôm qua, chương trình Những Mô Thức Thành Công POE Woods Pro 2024 đã chính thức ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã có mặt 24 năm tại 7 quốc gia, giúp hàng ngàn người vượt qua những giới hạn cá nhân và đạt được thành tích nổi bật trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, sẽ diễn ra vào ngày 15 đến 18 tháng 8 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hứa hẹn mang đến sự chuyển đổi mạnh mẽ trên hành trình phát triển bản thân của các học viên. Chương trình sẽ trang bị cho học viên một công thức thành công kiểu mẫu. Bằng cách nắm vững công thức này, học viên sẽ hiểu tại sao hầu hết mọi người chưa đạt được điều họ muốn và làm thế nào đạt được bất kỳ mục tiêu nào họ đặt ra một cách nhất quán. Học viên sẽ biết được cách chuyển đổi vấn đề thành cơ hội, tạo ra niềm tin tuyệt đối, khám phá ra động lực bên trong, xây dựng mối quan hệ không chỉ với những người có sự tương đồng mà với những người khác biệt nhất. POE là viết tắt của những mô thức thành công. Và những mô thức thành công thì giúp cho chúng ta tìm ra mục tiêu cuộc đời. Và POE đợt này sẽ là bản nâng cấp để giúp cho chúng ta bứt phá trong thời khủng hoảng. Thứ hai, đó là chúng ta có công thức thành công. Tất cả những người thành công họ đều có công thức. Và đặc biệt, khóa học này không chỉ ngồi học, mà các bạn sẽ được vượt ngưỡng bằng trải nghiệm. Buổi lễ ra mắt chương trình Những Mô Thức Thành Công POE Woods Pro mang đến một không khí đầy tích cực, là nơi các học viên đến và tái tạo động lực, tạo ra nhiều giá trị và chào đón các học viên mới từ khắp châu Á đến với chương trình. Tiếp tục hoạt động của phiên tòa giả định tuyên truyền kiến thức pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Đoàn, Phòng Văn hóa Thông tin, Ủy ban Nhân dân phường 1, quận Tân Bình tổ chức buổi truyền thông với chủ đề phòng chống bạo lực gia đình tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm tổ chức tại các trường tiểu học và trung học cơ sở cũng như tại các khu phố, cộng đồng dân cư, đây là lần đầu tiên hình thức phiên tòa giả định được tổ chức tại trường đại học nhằm đưa kiến thức pháp luật, kiến thức tiền hôn nhân đến các bạn sinh viên và thanh niên trên địa bàn quận Tân Bình. Tình huống được xây dựng dựa trên vụ án, ông Nguyễn Văn A nhiều lần chửi mắng, đánh đập vợ trong suốt thời gian dài. Một tối đi nhậu về, ông A la mắng và đánh vợ, khiến bà bị gãy răng, dập lá lách, tỷ lệ thương tích là 35%. Sự việc được người vợ trình báo với cơ quan chức năng. Ông A bị truy tố ra trước Tòa án Nhân dân quận Tân Bình về tội cố ý gây thương tích. Tại tòa, bị cáo đã ăn năn hối cải về hành vi của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến vợ. Vị chủ tọa giải thích rằng, hành vi bạo lực với vợ không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn sai trái về đạo lý, nghĩa vợ chồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 2 năm tù giam. Bạo lực gia đình nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mọi người dân, mọi cá nhân, mọi tổ chức. Và nó có thể dẫn đến làm hủy hoại những cái suy nghĩ của những mầm non của đất nước. Bởi các em từ những cái bạo lực gia đình đó có thể ảnh hưởng tới tư tưởng phát triển về tâm sinh lý của các em. Phiên tòa giả định được Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thường xuyên, lấy tình huống từ những vụ án có thật, có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, phù hợp với môi trường tuyên truyền nên đã đạt hiệu quả rất tốt. Theo em, hành động bạo lực gia đình là cha đánh mẹ hoặc là con cái hoặc là kỳ thị giới tính của con mình, còn ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống này là sẽ làm cho tâm lý của những đứa con hoặc là những người bị bạo lực trở nên không ổn định. Em sẽ tiếp tục tham gia những phiên tòa giả định về phòng chống bạo lực gia đình để có thể am hiểu hơn về các quy định chung của luật pháp Việt Nam về phòng chống bạo lực gia đình, và tiếp theo đó là em sẽ lan truyền với tất cả mọi người. Trong giờ sinh hoạt, nếu mà có những cái vấn đề mà thấy các em có các cái biểu hiện coi như là khác thường, buồn bã hoặc là bỏ học vân vân, thì các thầy cô sẽ cùng với các em chia sẻ, động viên, an ủi và sẽ hỏi thăm để cùng các em tiến tới những cái biện pháp tốt để cho cái gia đình của các em bớt được các cái vấn nạn đó. Tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, các luật sư của Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh còn dành thời gian để giao lưu, qua đó cung cấp cho sinh viên những kiến thức pháp luật hôn nhân gia đình, giúp các em hiểu rõ để bảo vệ bản thân, không trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình,
cũng là bước chuẩn bị kiến thức cho các bạn sinh viên về việc xây dựng một gia đình chuẩn mực, văn hóa, bình đẳng và hạnh phúc sau này. Tiếp theo là phần điểm báo. Báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay có bài viết huy động tổng lực để đưa điện ra miền Bắc. Đã có tới hơn 1.500 công nhân ngành điện được huy động để hỗ trợ thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối, góp phần cung ứng điện cho miền Bắc, giảm cắt điện luân phiên vào giai đoạn cao điểm nắng nóng sắp tới. Theo đại diện Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, việc huy động thêm nguồn lực nhằm hỗ trợ các nhà thầu trong bối cảnh gặp khó khăn về việc bố trí nhân lực dựng cột, kéo dây. Trong khi đó, thời gian còn lại là rất ngắn, 30 ngày, nhưng khối lượng công việc rất lớn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVN Đặng Hoàng An đề nghị các nhà thầu cần tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ ở tất cả các khâu, trên tất cả là tinh thần trách nhiệm, cùng nhau nỗ lực, hợp sức với quyết tâm cao nhất để đưa dự án về đích đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa, góp phần định vị thương hiệu và khai thác tiềm năng rất lớn của không gian giao thông, du lịch sông nước. Theo báo Người Lao Động, chiều ngày 30 tháng 5, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mọi công đoạn đang gấp rút được triển khai và hoàn tất cho ngày khai mạc lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Trong khuôn khổ lễ hội đã có hơn 100 doanh nghiệp công bố và áp dụng các chính sách ưu đãi về giá, chương trình khuyến mãi cho các dịch vụ mua sắm, ăn uống, tham quan, tour tuyến cho người dân và du khách. Đặc biệt 15 thương hiệu nổi tiếng cung cấp voucher điện tử giảm giá đến 50%. Rất nhiều câu hỏi băn khoăn đã được phụ huynh thí sinh và các bạn đọc gửi đến các chuyên gia trong buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề những lưu ý về tuyển sinh nhóm ngành sức khỏe và sư phạm do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức vào ngày 30 tháng 5. Đây là hai nhóm ngành đặc thù có tính cạnh tranh cao và có rất nhiều quy định chung lẫn riêng trong cách thức xét tuyển của từng trường. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ quy định về điểm sàn sau khi có kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đối với nhóm ngành sức khỏe, các trường sử dụng phương thức xét tuyển sớm phải tuân thủ theo các quy định của Bộ. Riêng với chỉ tiêu các ngành sư phạm, các trường đăng ký và Bộ sẽ duyệt giao chỉ tiêu sau khi căn cứ vào nhu cầu thực tế của các địa phương. Liên quan vụ trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình, chiều ngày 30 tháng 5, Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh, 38 tuổi, ngụ xã Vũ Phúc, là giáo viên trường mầm non Hồng Nhung 2 về tội vô ý làm chết người. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Theo kết quả xác minh, sáng ngày 29 tháng 5, anh NVL điều khiển ô tô 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh đón bé TGH 5 tuổi và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, anh L mở cửa ô tô cho giáo viên và các học sinh tự đi vào lớp, rồi đổ xe ở cổng trường. Khi giáo viên điểm danh học sinh thì phát hiện vắng bé H nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ, cậu bé đến đón thì phát hiện bị bỏ quên trên xe nên phá cửa rồi đưa bé vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cơ quan y tế xác định bé đã tử vong ngoại viện. Kết quả khám nghiệm tử thi nhận định bé ở trên xe trong thời gian dài, thời tiết nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn, sức lực bé bị suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp dẫn tới suy hô hấp. Chương trình xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Ngày 30 tháng 5, Israel cho biết các lực lượng của quân đội nước này đã tiêu diệt khoảng 300 tay súng Palestine trong chiến dịch được phát động vào ngày 6 tháng 5 tại thành phố Rafah, miền nam Gaza. Theo người phát ngôn chính phủ Israel David Menzer, quân đội Israel đang triển khai số lượng binh sĩ hạn chế cho chiến dịch tại Rafah nhằm tiêu diệt Hamas và giải cứu con tin tại đây. Phía Israel đã tiêu diệt được khoảng 300 tay súng, trong đó có nhiều tay súng ẩn náu bên trong các đường hầm. Liên quan đến việc Israel giành quyền kiểm soát hành lang trên bộ giữa Rafah và Ai Cập, ông Menzer cho biết Hamas đã sử dụng hành lang này để vận chuyển vũ khí. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã phát hiện hàng chục súng phóng tên lửa dọc hành lang này. Trước đó một ngày, IDF tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát chiến thuật đối với hành lang Philadelphia dài 14 km ở biên giới Gaza-Ai Cập và vô hiệu hóa khoảng 20 đường hầm được phát hiện tại đây. Hồi tháng 2 năm nay, một quan chức Ai Cập từng cho biết việc Israel triển khai quân đến hành lang này mà không có sự chấp thuận từ trước của Ai Cập sẽ vi phạm Hiệp ước Hòa bình giữa hai nước được ký năm 1979. Ngày 30 tháng 5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ không ngần ngại thực hiện một cuộc tấn công mới ở miền Bắc Syria nếu các nhóm dân người Kurd lãnh đạo tiến hành kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử trong khu vực.
Chính quyền tự trị do người Quốc lãnh đạo kiểm soát các khu vực phía Bắc và phía Đông của Syria đã công bố kế hoạch tổ chức các cuộc bầu cử địa phương vào ngày 11 tháng 6. Cuộc bỏ phiếu chọn thị trưởng sẽ được tổ chức tại các tỉnh Hasake, Raqqa, Deir ez-Zor và khu vực phía đông tỉnh Aleppo. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia từng tiến hành các hoạt động quân sự ở Syria trước đây, coi động thái này là một bước đi của lực lượng dân quân người Quốc ở Syria hướng tới việc thành lập một nhà nước độc lập bên kia biên giới của nước này. Tổng thống Erdogan cho biết các cuộc bầu cử này là mối đe dọa với sự toàn vẹn lãnh thổ của cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ cho phép lực lượng dân quân người Quốc thành lập một nhà nước khủng bố ngay bên ngoài biên giới, ở phía bắc Syria và Iraq. Ankara coi lực lượng dân quân người Quốc YPG là nhóm khủng bố có liên quan đến nhóm người Quốc ngoài vòng pháp luật đã lãnh đạo cuộc nổi dậy chống lại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984. Ngày 30 tháng 5, chính phủ New Zealand đã công bố biện pháp cắt giảm thuế cho người dân trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang đối mặt với suy thoái và triển vọng khó khăn do thiên tai và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Cụ thể, Bộ Tài chính New Zealand xác định kế hoạch giảm thuế 3,68 tỷ đô la New Zealand, tương đương 2,2 tỷ đô la Mỹ trong tài khoá tiếp theo tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Để có ngân sách thực hiện biện pháp này, chính phủ New Zealand dự kiến sẽ giảm chi tiêu công, từ bỏ chính sách của chính phủ tiền nhiệm và tăng nguồn thu dựa vào kế hoạch kinh doanh khí thải. Bộ Tài chính New Zealand khẳng định đây là ngân sách dành cho người dân duy trì cuộc sống thường nhật, đặc biệt là nhóm trung lưu gồm người làm việc theo ca, người làm hai công việc, gia đình dành phần lớn thu nhập để chăm con. Bộ Tài chính New Zealand thừa nhận kinh tế đất nước đang ở giai đoạn khó khăn, trong khi lãi suất cùng sinh hoạt phí tăng cao. Liên quan đến vụ lở đất nghiêm trọng tại Papua New Guinea, nhiều tổ chức quốc tế đã cảnh báo người dân đảo quốc này đang phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát, trong khi nguồn cung ứng thực phẩm và nước sạch bị hạn chế. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, hiện nguồn nước trong khu vực thảm họa tại Papua New Guinea đã bị ô nhiễm, làm tăng nguy cơ bùng phát những dịch bệnh như tiêu chảy hay sốt rét. Do đó, tổ chức này kêu gọi chính quyền địa phương ưu tiên cung cấp nước sạch, viên lọc nước và thực phẩm cho người dân. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cùng ngày cũng nhấn mạnh, trẻ em là đối tượng bị tổn thương sâu sắc nhất trong vụ lở đất lớn này. Theo số liệu cập nhật của chính phủ Papua New Guinea, hơn 2.000 người thuộc một cộng đồng dân cư sống ở thị trấn Pokera, tỉnh Enga đã bị chôn vùi trong đất đá khi thảm họa xảy ra hôm 24 tháng 5. Đến ngày 30 tháng 5, nhà chức trách đã loại trừ khả năng phát hiện thêm người sống sót. Địa hình hiểm trở tại khu vực sạt lở cũng khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Ngày 30 tháng 5, một chiếc xe buýt đã trượt khỏi đường và rơi xuống hẻm núi ở quận Jammu, phía bắc Ấn Độ, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các phương tiện cấp cứu đã được triển khai đến địa điểm xảy ra tai nạn ở thị xã Aknur thuộc quận Jammu. Lực lượng cứu hộ đã tiến hành chiến dịch giải cứu những hành khách bị thương mắc kẹt bên trong chiếc xe buýt bị lật. Hành khách trên xe cho biết chiếc xe buýt đang di chuyển xuống dốc thì tài xế gặp vấn đề về chuyển số và mất kiểm soát phương tiện khiến chiếc xe lao xuống núi. Theo truyền thông địa phương, chiếc xe buýt chở khoảng 60 người từ bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, đang hành hương đến đền thờ Shiv Khori, nổi tiếng của đạo Hindu. Một thế giới với trí tuệ nhân tạo AI không được kiểm soát sẽ gây ra những nguy cơ khiến chúng ta phải tỉnh giấc mỗi đêm. Cảnh báo trên vừa được người đứng đầu Cơ quan Công nghệ Kỹ thuật số của Liên Hợp Quốc đưa ra tại một hội nghị về AI diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Tại hội nghị, bà Doreen Bogdan-Martin, Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU của Liên Hiệp Quốc, đã cảnh báo những rủi ro mà AI có thể gây ra cho con người khi mà thế giới hiện có quá ít kiểm soát đối với sự phát triển của công nghệ. Cốt lõi của vấn đề là làm thế nào để chúng ta có thể quản trị công nghệ khi còn chưa biết hết tiềm năng của chúng. Vấn đề này cũng tương tự như cách đây 20 năm khi mạng Internet xuất hiện. Hội nghị về AI được tổ chức ở Thụy Sĩ nhằm tạo cơ sở để AI tham gia giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới như biến đổi khí hậu, bệnh tật và nạn đói. Các đại biểu tham dự sẽ cùng nhau thảo luận về những biện pháp nhằm tối đa hóa lợi ích mà AI mang lại, cũng như kiểm soát chặt chẽ những nguy cơ mà công nghệ này có thể gây ra.
Xin trở lại phần tin trong nước. Tháng 5 năm 2024, Việt Nam ghi nhận nhập siêu 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 32,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,7% so với tháng trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 33,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 156,77 tỷ đô la Mỹ, khu vực kinh tế trong nước đạt 43,69 tỷ đô la Mỹ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 113,08 tỷ đô la Mỹ. Chỉ trong tháng 4, Trung Quốc chi 204 triệu đô la Mỹ, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm ngoái để mua sầu riêng Việt Nam. 4 tháng đầu năm, Trung Quốc đã chi hơn 432 triệu đô la Mỹ để mua sầu riêng Việt Nam, tăng 168% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 4, lượng sầu riêng nước này mua của Việt Nam giá trị gấp 6 lần cùng kỳ. Hiện nước này chiếm 92% tỷ trọng xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam. Hiệp hội rau quả Việt Nam cho rằng tình hình xuất khẩu sầu riêng đang thuận lợi, nhu cầu tại Trung Quốc tiếp tục tăng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết 5 tháng đầu năm xuất khẩu gạo đã tăng cao cả về sản lượng và giá trị. Giá trị hạt gạo Việt Nam ngày càng được tăng cao trên trường quốc tế, giá lúa thu mua của bà con nông dân tiếp tục có lãi, an ninh lương thực được đảm bảo, đồng nghĩa ba mục tiêu lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu gạo đã được đảm bảo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo, từ nay đến cuối năm, nếu không có diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, thì sản xuất lúa và rau quả năm 2024 sẽ đảm bảo kế hoạch đề ra về diện tích, năng suất và sản lượng, mặt hàng lương thực đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và đồng thời đảm bảo lượng gạo hàng hóa phục vụ xuất khẩu khoảng 7,6 triệu tấn. Trong đó, lượng gạo hàng hóa cho xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước 4,38 triệu tấn và 6 tháng cuối năm ước 3,22 triệu tấn. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan thuộc Bộ chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Theo đó, thực hiện chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan của ngành giáo dục và đào tạo, lực lượng công an để bảo đảm việc vận chuyển đề thi, bài thi được an toàn tuyệt đối, huy động tối đa phương tiện đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của thí sinh, người nhà thí sinh và giải quyết kịp thời các sự cố ùn tắc giao thông, không để thí sinh đến dự thi muộn do thiếu phương tiện vận chuyển, ùn tắc giao thông gây ra. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 năm 2024, thông tư 05 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực thi hành, quy định rõ các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe mới nhất. Cụ thể, có 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe từ ngày 1 tháng 6, bao gồm 1. Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe. 2. Người lái xe tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe. 3. Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình. 4. Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện. 5. Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạn giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký. 6. Thông qua việc khám sức khỏe, cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy. Theo Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 5 tháng đầu năm nay không có bất kỳ tai nạn hàng không nào xảy ra, nhưng vẫn có 165 sự cố. Cụ thể, 165 sự cố uy hiếp an toàn mức E và D với mức độ nghiêm trọng và các chỉ số có xu hướng giảm đáng kể so với cùng kỳ. Cục Hàng không Việt Nam cũng chỉ ra nguyên nhân của các sự cố này là do máy bay đổ không đúng vạch dừng bánh mũi 11 trường hợp, máy bay bị chiếu đèn laser 4 vụ việc, 3 vụ va chạm tàu bay với phương tiện, thiết bị mặt đất, 1 sự cố vật thể bay, 1 sự cố vi phạm khoảng cách an toàn với máy bay, phát hiện 1 trường hợp động vật xâm nhập khu bay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 trên kênh HTV9. Kính chào, tạm biệt.